câu hộ Tràng Thi, câu hộ Tư Đình, cầu tốt, câu hộ Gò Bốc, mọi người đang theo dõi trận đôi nam một bán kết giữa Chí Linh gặp Công Viên Tuổi Trẻ. Hai chân công là Cường Nhẻm và Lợi Nguyễn. Công cầu giúp rồi, anh Cường leo lên đấy là bị trói, thành ra là anh nhìn thẳng lên mặt trời. Đây là một bên lợi thế, à, bên bất lợi của bên Chí Linh. Hai không. Ba nam trẻ, văn quán kinh nghiệm. Tốt em ơi. Tốt. Một pha phản công rất hay của Công Viên Tuổi Trẻ. Sụp. Sân số 9, chung kết 3-0. Tuyển Hà Nội gặp Trần Quang Diệu. Tốt. Một ba. Cầu tốt. Bốn một. Năm một. Hai năm. Cầu tốt. Mời vận động viên Đỗ Huy Sáng của câu lạc bộ Bên Tuổi Trẻ có chương trình Tuổi Trẻ về và nó tổ chức. 6-2. Bảy. Cầu lưới. Tám ba. Câu ngoài. Mười ba. Trận số 2 chung kết đôi lão tướng Minh Hiệp gặp Cầu Giấy. Nhắc lại, trận số 2 chung hai bên đổi sân. Minh Hiệp gặp Cầu Giấy. Đổi sân.
11-3. Hai chạm rồi. Từng cầu 3 chạm. Bốn mươi một. Cầu ngoài. Chưa chạm. Mười hai bốn. Trận số 2 chung kết đôi nam tướng Minh Hiệp gặp Cầu Giấy. Nhắc lại, trận 2 chung kết đôi nam tướng Minh Hiệp gặp Cầu Giấy. Cọc. Bên này em điểm. Vào cái miếc ngoài này cũng bị à? Chu vào không chu vào vào ở đây. Năm mười hai. Cầu Dung. Sáu mười hai. Cầu Dung. Hội ý. Chính là lắng này phát cao lên này thì khó anh ạ. Phát là thấp người ta còn dễ bắt hơn. Lắng khiếp. Dừng cầu, ba cha, dính. Tám mươi hai. Mười ba tám. Cầu tốt. Chín mươi ba. Cầu ngoài. Mười mười ba. Bốn mươi. Cầu tốt. Mười một. Cầu ngoài. Mười lăm mười một. Cầu
đấu rồi. Ở kia rồi ơi. Mười hai, mười lăm. Mười sáu, mười hai. Mười ba, mười sáu. Mười bảy, mười ba. Cầu tốt. Sân một phần ba. Bán kết một, bán kết hai, đôi nam nữ. Sân số một, bán kết một. Mười tám, mười ba. Phúc Diễn gặp bố mẹ. Sân số ba, bán kết hai, đôi nam nữ. Trung Yên gặp công viên Lenin. Sân số 11, chung kết đội ba đáp tướng. Bốn mươi tám. Mười chín, mười bốn. Tốt. Mười lăm, mười chín. Hai mươi, mười lăm. Sân 1 bán kết 1 đôi nam nữ, Phúc Diễn gặp bố mẹ. Sân 3 bán kết 2 đôi nam nữ, Phúc Diễn gặp công viên Lenin. Sân 11 chung kết đội 3 lão tướng. Nhắc lại, chung kết đội 3 lão tướng, xin mời về sân số 11. 16, 20. 8, Chí Linh gặp Tràng Thi. Xin hỏi bán kết 1 đội nào thắng đấy ạ? Đội tốt, hai đội bắt tay nhau đi ạ. Lâu lâu thì nhảy cho em.